Chiều mình được lên mạng đấy. Chiều quê. Nào. Đang thả diều và trời đang muốn mưa này. Cho mấy thằng trẻ con thả diều. Con thả con nữa lên đi. Nào. Nào. Con này, con diều này nhỏ nhỏ này, nó bằng thả bằng dây chỉ. Không phải cầm tay lên đấy, như thế nó mỏi con này. Cầm bình thường không? Ừ, thả con này lên nào, từ từ. Nào, mắt này. Nào, thả đi. Không phải chạy ư, thả đi. Đó, con này diều cá đuối. Lên đi, thả đi. Sao dậy dây của Tài bị mắc à? Vậy đi. Cây u hồng này chuẩn bị chín rồi này. Đó. Mày cuộn mè đấy. Từ nào kêu mày được. Ô con này có Tài thả con này mấy cuộn dây? Một cuộn không? Một cuộn. Từ bỏ hả? Từ thả luôn đó. Ủa chơi với anh nhỉ? Ủa thế là giờ nó cứ bay này à? Cái dây của Nhật đâu? Mấy cháu nhiều đấy. Kiểu đấy á? À? Thế chưa cuộn à? Mắc dây đâu rồi? Mắc dây đâu không biết á? Chưa thả tay đâu ra, nó bay đâu rồi. Không phải, đang giật dây lại tự nhiên. Đất à? Tự nhiên có thằng chạy ra. Thằng... Vài đây. Quả to chưa các bác? Chiều rất là mát, rất là dễ chịu. Thời tiết nó vẫn chưa không phải nóng. Không, nếu mà có dây thì phải có cái cột để quấn vào, để đi nó tuột cả cột. Ôi, chiều thích thả em nhỉ? Thích thả. Cái này cần, cái này. Lúc đầu anh tưởng mày thả ra ngoài này thôi. Thôi cả, cái diều mày cứ để đây để xem nó bay. Nhớ đây, nhớ đây. Nếu mà không muốn bị bay mất thì bạn cho vào cái chai bạn. 6 giờ chiều, 6 giờ tối các bác anh chị nhé. Cho nước vào thế là. Ai ai từ từ. Nó không mắc. Mắc này. Này này này. Chờ vải chín thôi, mùa này không có quả gì ăn được. Trời có nó muốn mưa này. Mưa này thì nói chung là vải rất là thích hợp nhé. Vải thiều lục ngạn chuẩn bị cơn mưa. Đó, cơn mưa đóng đen này, mưa một số nơi. Thời tiết thì mát dễ chịu, nó không nắng. Chuẩn bị mưa rồi đấy, bọn mày cuộn diều đi. Ơi. Gió to nó đảo ghê nhỉ. Nhật về cuộn diều à? Mắc dây ở đâu không biết á? Lắm diều thế à? Ừ. Cơn gió mà nó đang đẩy cả mây về rất nhiều này, mây đen. Vừa rồi phía trên cái vừa mưa xong nhé, vừa mưa xong. Đấy, tí nó lại mưa. Ở đây không biết là có mưa không, nhưng mà sáng nay thì mưa sớm một chút. Nếu mà mưa sấm này vải sẽ lên rất đẹp nhé. Có sấm, có sét rồi có mưa thì vải sẽ lớn rất nhanh đấy. 100 gánh phân không bằng 1 cân nước trời. Các cụ nhà mình ví như thế rồi. Tóm lại là nước trời, mưa nó rất là quan trọng. Mưa nó sẽ quả vải, cây nó sẽ tốt hơn rất nhiều do việc mà tưới nước, tưới giếng nhé, đặc biệt tưới giếng nhé. Tưới nước sông, nước suối, nước ao, nước hồ còn đỡ, chứ nước giếng khoan thì nói chung là
chỉ để mát cây thôi, chứ còn để tăng độ lớn và có chất dinh dưỡng thì rất thì gần như không có đâu, kiểu như vậy. Để phía bên kia đang mưa kìa, phía bên kia đang mưa kìa, đây còn trời chưa. Đây, đây ở phía đồi núi xa xa kia là đang mưa, ở khu vực bên sông, gọi bên sông đang mưa kìa. Hy vọng nó mưa đều như này thì gần như là những vài đồi ở trên đồi kia các bác ạ, những cái đồi kia không, gần như không phải tưới luôn, và cứ vùi phân là cây nó ăn thôi. Tóm lại là năm nay mưa nó tương đối thuận lợi, nhưng mỗi tội là lạnh thì vải nó không lớn được, là thế thôi. Chiều quê có Thanh Bình không các bác? Quê vải. Mùa này thì táo cũng chỉ việc làm đơn giản thôi. Con đấy làm sao đấy? Vải vóc thì cũng gọi là chăm bón cũng bình thường, tóm lại là nó cũng chưa phải vất vả. Còn tầm khi nào vả, mùa vải nhỉ, mùa vải chín thì là cái mùa vất vả nhất nhé. Thời tiết nóng nực, xong thức đêm thức hôm làm vải thiếu ngủ, người rất mệt, người bã luôn đấy, chứ không có thời gian thư thái mình cả thả rửa diều rồi ngồi chơi thế này được đấy. Nên thời điểm này là thời điểm gọi là thư thái nhất đấy, hoàng hôn quê vải. Sáng mai thì em sẽ lên cái đồi phía trên em quay cho các bác xem nhé. Sáng mai mùng 8 tháng 5 2022 thì em sẽ lên đỉnh cái đồi kia, những đồi vải cao cao mờ mờ phía trong kia. Lên đỉnh phi lên tận nơi nhỉ, và quay view xuống để cho các bác cùng ngắm nhé. Ừ, đàn cò này, nhiều cò thế. Nhiều cò nó bay tối, nó về tối nó ngủ tối này. Nó thấy diều chắc là... Ừ, nó thấy diều hay sao, nó bay theo nó mấy con diều này. Đấy. Chim cuộn diều ấy à? Cứ cả nó bay lên con. Xin chúc buổi tối cả nhà vui khỏe, vui vẻ, ấm áp bên gia đình. Hẹn gặp lại và cảm ơn các anh chị luôn luôn đồng hành ủng hộ và đồng thời ngắm quê núi đồi Lục Ngạn buổi chiều nhé. Đấy, đi này. Đàn cò, cò nó về tối nó đi ngủ kìa. Đó. Ôi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi.